Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Thưa quý vị, đây là một phần mềm có tên là Memo Play, là cái phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows của máy tính. Quý vị cài đặt những cái phần mềm này thì quý vị có thể giả lập hệ điều hành Windows thành cái hệ điều hành Android. Thì ở đây giao diện là hoàn toàn là hệ điều hành Android giống như quý vị đang sử dụng điện thoại smartphone. Quý vị cài đặt những cái phần mềm giả lập như thế này thì quý vị có thể sử dụng cái ví Sepo để làm airdrop. Tức là mỗi một cái phần mềm giả lập này quý vị có thể làm được tạo được một cái thiết bị để làm airdrop cái ví Sepo. Và đây là những phần mềm dành cho các game thủ, cấu hình nó hơi lạ nên yêu cầu thiết bị máy tính của quý vị phải cao và Win phiên bản mới. Rồi, ở đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cái phần mềm có tên là LD Player. Thì hiện tại tôi đang sử dụng cái phần mềm Memo. Tôi sẽ cài thêm một cái phần mềm LD Player. Nếu như máy tính của quý vị cấu hình cao thì quý vị có thể cài được nhiều thiết bị giả lập. Quý vị có thể vào Google đánh là LD Player. Và tôi download từ cái trang download.com.vn, chọn tải về. Quý vị nên sử dụng cái phiên bản Windows 64-bit, bởi vì cái phiên bản Windows 64-bit là dành cho những cái máy tính có cấu hình cao. Còn cái phiên bản mà 32-bit là máy tính cấu hình thấp, nó rất chi là chậm. Đây là những phần mềm hoàn toàn là miễn phí và dành cho các game thủ. Cho nên đôi lúc nó vẫn có những cái quảng cáo. Vì vậy quý vị nên sử dụng những cái ví gọi là ví phụ. Rồi thì ở đây tôi đang tải cái ND Player phiên bản 64-bit. Phần mềm này nó rất chi là lắc. Đó. Cho nên là thời gian download cũng rất chi là lâu. Rồi, sau khi chờ đợi khoảng độ 10 phút thì thiết bị của tôi đã báo là tải thành công cái trình giả lập ND Player 64-bit. Bây giờ tôi sẽ click vào đây để cài đặt. Chọn vào Install. Quý vị phải chờ cho nó installing đến 100%. Nếu như thiết bị của quý vị, máy tính của quý vị cấu hình nó cao thì cài đặt nó cũng rất chi là nhanh.
Rồi, nó báo lỗi gì đây? Quý vị cứ chọn vào Try Now. Ok, đó thì quý vị sẽ thấy đây là một cái giao diện không còn là giao diện của hệ điều hành Windows nữa, mà hoàn toàn là một cái giao diện trên hệ điều hành Android. Đó, quá trình cài đặt cũng rất là nhanh. Và để tải những cái ví Sepo hay là ví Coin98, Telegram, Discord, MetaMask hay là Twitter thì quý vị cũng thao tác như là quý vị đang sử dụng cái thiết bị điện thoại smartphone mà nó chạy trên cái hệ điều hành Android. Đó, quý vị hãy vào Play Store. Quý vị cần phải nhập cái địa chỉ Gmail để tải tất cả các app. Rồi, tôi sẽ nhập email để đăng nhập, chọn vào Let. Nhập mật khẩu. Chọn vào Let. Chọn I agree. Chọn vào Accept. Rồi, tại cái ô tìm kiếm, quý vị muốn tải cái gì thì quý vị hãy nhập vào cái ô tìm kiếm. Ví dụ, ở đây, tôi sẽ nhập là Sepo. Rồi, chọn vào Install để tải về. Tôi sẽ tải tiếp là cái Telegram. Chọn vào Install. Đó, tôi sẽ tải tiếp là cái Twitter. Thì đây là những cái mạng xã hội quý vị muốn làm airdrop trên cái ví Sepo thì quý vị bắt buộc phải sử dụng những cái mạng xã hội này. Rồi là Discord. Trường hợp quý vị mà cái tài khoản Twitter của quý vị chưa đủ lượt follow thì quý vị có thể follow theo cái đường link tài khoản Twitter của tôi sẽ để bên dưới video này. Quý vị tương tác với tôi sẽ follow lại quý vị. Ok. Đó thì quý vị sẽ thấy là cái ví Sepo, Telegram, Twitter, Discord của tôi đã được tải về rồi. Và cái việc tiếp theo, quý vị muốn cài đặt một cái ví mới hay là quý vị nhập cái mã 12 ký tự vào để đồng bộ dữ liệu, đó là việc của quý vị. Thì tôi sẽ không đi sâu về những cái vấn đề này. Quý vị sử dụng thiết bị điện thoại smartphone như thế nào thì quý vị cũng thao tác y như thế này. Và ở đây có thể thi thoảng nó sẽ báo lỗi như thế này này. Thì quý vị có thể đóng app lại rồi
mở lại. Đó. Rồi. Và đến đây thì tôi sẽ đã có được hai cái trình giả lập. Trình giả lập của tôi là cái memo play và cái trình giả lập tiếp theo là cái LD Player. Mỗi một cái trình giả lập như thế này, tôi sẽ có một cái ví, tôi sẽ làm airdrop được từ cái ví sample. Đó. Và nếu như thiết bị máy tính của quý vị cấu hình cao, quý vị có thể tải thêm nhiều các trình giả lập nữa. Đó. Và cái làm nhiệm vụ ví sample airdrop như thế nào, nó có tùy từng đợt, tôi sẽ không cập nhật ở cái nội dung video này bởi vì nó rất chi là dài. Và nếu như quý vị trong quá trình sử dụng làm airdrop cái ví sample trên những cái trình giả lập trên máy tính, quý vị có những cái thắc mắc gì hoặc có những gì chia sẻ thì quý vị hãy comment ngay bên dưới video này để tôi tiếp tục cập nhật những cái nội dung liên quan đến cái các trình giả lập cũng như là airdrop cái ví sample. Và nếu như quý vị thấy video hay thì quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị làm theo cái video này mà quý vị làm được nhiều airdrop thì quý vị cũng đừng quên donate cho tôi theo địa chỉ ví BEP20 tôi để bên dưới video này. Xin cảm ơn. Rồi.